cả nhà có khỏe không? Tới mình ăn nè các bạn, ăn với mình nha. Chứ là không có chuyện gì làm, ăn mà biết chuyện chơi với cả nhà nghe. Mời cả nhà ăn với mình nha. Ngon, nó giòn. Con mình nó thích ăn á, lặt vặt nhiều. Mua về cái nó nằm, nó coi phim hay là nó chơi game, cái nó ăn hết bịch nào cũng hay. Cái đôi lúc mình á, ủa ăn gì ngon quá mẹ ăn thử miếng thôi, nó cho mình ăn thử mình ghiền, cái mình nói ô đi chợ mua cho mẹ nha. Đôi lúc á nha các bạn, mình nói nha, đôi lúc á đồ ăn á, đôi lúc á mấy đứa nhỏ nó ăn mình thấy ngon phải không, mình ăn thử mình ngon cái mình mới ăn theo nó. Lúc này cũng con mình bài làm hai ba loại cho mình đừng có ngán luôn. Thơm. Chị mình á nói á buồn buồn đó, không có gì làm nên lấy đồ ăn cho ăn, ăn biết chắc bị uống hả cưng. Chị mình á thấy mình ăn nhiều chị hỏi uống hả, tại vì á các bạn biết không, mỗi lần mình ăn cái gì á ở nhà mình á, mình có thật á, mình ăn cái gì mình ngồi gì nè, mình ăn cái mình nói chuyện với các bạn nghe vậy đó, chứ trời đói mới ăn. Bịch chip này nè, mình mua ở chợ Hàn Quốc đó. Hôm qua đâu mình mua cũng là 6 bịch này. Tại vì con mình hai đứa lại bịch rồi mình ăn ngày đầu á. Tại vì mấy đứa đó đi học á, nó đem này theo nó ăn. Khi ra chơi đó, nó ăn nó vui. Mình thấy con mình ăn ngon quá mình ăn theo. Mình thấy ngon. Cả nhà mua ăn thử. Giòn mà thơm mà béo béo.
ăn nè các bạn, hết nọng hay ngon. Để mình suy nghĩ coi bên Mỹ có chuyện gì vui mình kể cho các bạn nghe. Các bạn biết sao mình giảm giảm đó, mình đem mấy cái bịch đồ ăn đó, cũng như là bánh mì khô hay là này kia đó, mình đem ra cho mấy con chim á, chim bồ câu đồ ngoài chợ đó, các bạn, ở ngoài mấy cái chỗ đậu xe đó mình gãi ra nó ăn á, để bữa nào mình đi cái chỗ đó mình quay phim mình cho nó ăn rồi mình quay lên cho các bạn xem. Bồ câu á với mấy con chim chim này chim kia đó, nó bay xuống các bạn thấy nó đứng sát mình luôn, vậy là nó không có sợ, nó không sợ mà mình bắt nó hay là này kia, nó không có sợ vậy chứ. Con chim nó đứng vòng vòng vậy nè, mà mình gãi sát vậy nó bò lại không, nó đi lại mình á, thấy thương lắm. Còn bên Việt Nam á các bạn, mấy con chim gì đâu có đâu, phải không? Có trên Sài Gòn thì có, Sài Gòn thì đợt đó mình đi làm giấy tờ để đi Mỹ đó, mình đi dài dài cái khúc đường mình chơi đó, dài mấy khúc đó đó mình thấy chim á nó cũng đi ra ngoài vậy nè. Còn mình coi trên cái mạng của cái người nó làm cái clip nó quay lên mạng á, thì cái ông già đó, đó ông nấu cơm á, ông đem ra ông gãi cho chim ăn mỗi ngày á, cái cũng như là tới giờ là ổng đem lại cho chim nó ăn, nó đậu lên mấy cái cây cao vậy nè, nó bay xuống rồi mình thấy mình có câu á, thấy vui. Mình nghĩ các bạn mấy con gì, con vịt á, con vịt mà dịch mà bự bự á, dịch với chim bồ câu gì đó là nó bự bự không, nhìn thấy mê vậy. Anh của mình ở bên Việt Nam á thì ảnh ở ngoài ở trong vườn đó, là ảnh làm lúa đó các bạn, thì mấy con cò cò trắng á, nó bay á, nó xuống ăn lúa của ảnh, nó là đứng đầy ngoài ruộng luôn vậy nè. Mình đi ra ngoài ruộng của ảnh á, mình thấy á, ảnh nó bây giờ á, thì bên Việt Nam hồi xưa á, thì người ta bắt mấy con lên ta ăn, còn bây giờ ảnh nói ít có ai ăn á. Hồi xưa cũng như là không có đồ ăn ăn á, người ta ăn mấy cái con chim con cò, còn bây giờ á người ta cũng giống như bên Mỹ ít ai ăn. Ăn muốn hết rồi. Bên này bữa hổm
Ở hổm mình gom mấy cái lon mà nước ngọt với mấy cái chai nước suối này bán, mà mình quên quên quay lên cho các bạn xem cái chỗ mà cũng như là người ta mua, mà giống như bên Việt Nam là mua lon chai lon vịt gì đó. Mình đi cái bữa đó mình quên đem cái điện thoại theo, mình không có quay được. Mình nói bữa nào mình tới chỗ đó mình quay cho các bạn xem. Mình lại giống như là cái nhà chỗ đó đó, người ta căng lên cái kính phao cái này nè, cái này với mấy cái lon nước ngọt, nước gì đó, mấy cái chai mà người ta mua đó, mình phải lựa riêng ra cái này nè, lựa riêng. Bữa hổm mình bán đâu được gần 50 đô. Mình bỏ vô cái mấy cái bao màu đen vậy nè, mình bỏ mấy cái chai đó vô, cũng như là liệng thùng rác thì cũng được, mà thôi một chỗ sau giường đó để mấy cái bao đó, cũng như là bao nước suối này, rồi cái bao mà nước ngọt mình để riêng vậy đó, mình để vô rồi xong mình để đi lại chợ đó. Tại vì chỗ nhà mình đi lại chỗ bán đó đó thì mình chạy xe cỡ 7 phút thôi đó, mình liệng thùng rác thì cũng uổng. Nên nó thường thường á, bởi vì mấy người mà có con nhỏ đó, cái mình gom lại cỡ chừng mấy tuần vậy đó, cái mình bán được mấy chục đô. Mình nói bữa nào mình quay cái chỗ bán đó cho các bạn xem. Bán xong rồi cái chợ sát bên đó, đi qua mua đồ ăn luôn. Bốn mấy 50 đô qua mua đồ ăn luôn. Bữa đó hai đứa con mình nó nói đồ này đồ bỏ đó, mẹ tiếc đó, mẹ tiếc mẹ lụm lại đó, nên mẹ bán đứa này mua đồ ăn cho mình đó, đồ đó mẹ gom lại cho mình đó. Mình nói liệm chi uổng có cái xe trống đó để ngoài cúp xe đó, chạy về đó rồi sẵn đi chợ luôn đó. Nên đó, các bạn nói bên Mỹ họ có bán không, trang dịch là mình có bán đó, mình có đi bán mình biết. Vô bán vui lắm các bạn, mình không phải là mình bán cái đó mà mình mắc cỡ nha, không có chuyện gì mắc cỡ, mình thấy bình thường thôi. Như là người Mỹ là cũng đi bán nè, người Việt Nam cũng có nè, rồi Ấn Độ gì á, ở nhà người ta có gì người ta đem đi bán đó đó, cái đâu có sao đâu. Đó là bán không chai dịch là vậy đó. Thí dụ như người nào á, người ta làm biếng lụm mấy đó đó thì người ta bỏ vô thùng rác và liệng. Còn mình á, ở sau giường thì có cái chỗ mà trống đó thì mình để hai cái bao, một cái thì chai này dưới một cái thì một chai nước ngọt, mình để hai bao mình gom đi bán vậy đó. Liệng thùng rác thì cũng được, mà thôi liệng chi, mình có con nhỏ vậy đó, mình gom lại cũng như mình đi đi ra ngoài chợ mình mua được cái cây cho con mình ăn hay là này kia vậy đó. Bởi người ta nói người Việt Nam mới qua bên đây là tiết kiệm là vậy đó, giống như mình vậy. Hồi xưa đó mình ở bên Việt Nam á, chồng mình nói em bên Mỹ cũng có bán nông trang dịch nữa đó, cái mình không tin. Mình nói ủa ở bên Việt Nam á thì người ta chạy với cái ghe đó người ta mua, hoặc là người ta chạy nói người ta gánh cái gì toàn gánh gì đó, có hai cái càng xé sau lưng á người ta mua, hoặc là đẩy cái đẩy gì nè, chứ đâu có bán giống bên đây đâu. Mình không tin là qua đây mình bán mình mới tin. Cả nhà nha, nếu mình rảnh thì nói chuyện tiếp.